tin hot các bạn ơi, và các bạn hãy nhập cho mình cái mã cô dí này, đó chính là Happy Năm May. Đó là cái mã có dành cho FV Game nha các bạn. Nhưng mà chưa hết đâu, mình còn cái mã code phiên bản app quốc tế, đó chính là Gameversy 2024. Đó, và các bạn nào mà chưa nhận cái mã code này thì hãy đọc qua bên app quốc tế nha. Lỗi là app quốc tế không phải là app Vinagame. Và đây là cách nhập app quốc tế. Và sẽ có cái trang web này chúng ta nhập dành cho các bạn dùng phiên bản iPhone, iOS. Còn các bạn nào mà dùng Android thì có thể là nhập trực tiếp ở trong phần cài đặt của game nha. Còn đây là cách nhập code bên FV Nagame, và cái mã code đó chính là Happy Năm May nha mọi người ơi. Đó, và chúng ta sẽ ấn vào nút nhận quà là xong rồi. Oh my god. Wow. Ta-da, và đây chính là phần thưởng của các mã code đã mình vừa nhập nha các bạn ơi. Đã gọi là hai vía cô bo nè, đẩy bè vía bốc thăm dầu các bạn ơi. Một vía đá quý may mắn và năm vía game đánh nha. Wow, rất là nhiều những cái phần thưởng ở đây luôn. Rồi và tôi sẽ là thử nhân phẩm mà các vía cô bo và cũng như là các hộp kim cương ở đây nha các bạn. Đó, để xem coi cái nhân phẩm hôm nay của mình như thế nào đây. Yeah boy. Và các bạn nào đã nhập code thành công thì thì nhớ cho mình được like luôn, đăng ký kênh đó nha. Đồng hồ kênh của mình đã bóp tiếp theo đó chính là 50k lượt đăng ký. Và nói chung là đã lâu lắm rồi game chưa ra các phần thưởng và cũng như là những mã code như thế này. Đấy, nói chung là một điều rất là xa xỉ nha các bạn ơi. Rồi, và mình đã nhận xong các phần thưởng. Bây giờ mình sẽ làm mở nha các bạn ơi. Rồi, hộp đá quý, 7 viên đá quý nè. Tiếp theo thì tôi sẽ là thử những cái vé bốc thăm hộp dầu đây các bạn ơi. Ở đây tôi có 3 vé nè. Thường là những cái miễn phí nó hay cho ra đồ xịn lắm các bạn ơi. Đó, những cái đồ free, những cái vé coupon á. Đấy, nó hay cho đồ xịn lắm. Rồi, xong, đó, quá là xịn luôn. Hộp thứ hai. Rồi, tiếp tục xịn tiếp. Hộp thứ ba. Rồi, quá VIP Pro luôn các bạn ơi. À, toàn là 3 đồ xịn luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ làm ở 2 vé coupon ở đây các bạn ơi. Đã cũng là những cái vé free miễn phí. Không biết là cái đêm lại sự may mắn cho tôi hay là không đây. Đã còn mong là game này cho cái lòng chim đi nha. Hôm trước mình đã ra cái cánh rồi. Mở. Rồi ra cái giày quá VIP Pro nha các bạn ơi. Rồi còn một vé cuối cùng về duy nhất. Đã để xem có ra cái lòng chim hay không đây. Ấm ba la. Mở. Rồi xong đấy, quá là may mắn luôn. Mời đẹp. Mời đẹp. Và nói chung là may mắn đến với người ta thôi nha các bạn ơi. Đấy, còn mình thì lạ lắm. À, và nói đến cái hộp thăm thì mình vừa phát hiện có những cái chiếc hộp bốc thăm mới và những cái thông tin mới. Đó, và một cái hộp bốc thăm mà mình đã hé lộ trước đây nha các bạn. Đó chính là một cái hộp bốc thăm chúc phúc sang hô đó các bạn ơi. Rồi để kiểm tra những cái tỷ lệ ở đây. Đó, mình sẽ cho các bạn xem cũng như là hình ảnh và cũng như là những cái tỷ lệ thông số của nó luôn nha. Và đây là chính là cái trang thông số tỷ lệ phần trăm đã của các chiếc hộp bốc thăm nha. Và chúng ta sẽ là kéo xuống dưới cùng luôn đây các bạn ơi. Và có một cái dòng đó chính là bốc thăm chúc phúc sang hô đây. Rồi và các tỷ lệ xác suất. Đấy, cần câu chúc phúc sang hô 1% nè. Đàm chúc phúc sang hô 3%. Đó, tóc 4% các bạn ơi. Bỏ hoa là 5% nha. Vương miện là 6%. Và đây chính là cái hình ảnh chiếc hộp bốc thăm chúc phúc sang hô của chúng ta đây các bạn ơi. Trông giống như là một cái vỏ sò. Đó, và phía trên đó chính là một cái rạn sang hô nó đang đậu ở trên cái vỏ sò nha các bạn. Đấy, trông rất là sặc sỡ và rất là đẹp luôn. Và tiếp theo đó chính là hình ảnh của chiếc hộp bốc thăm chúc phúc sang hô của chúng ta đây các bạn ơi. Và thêm cái bộ trang phục đấy, chúc phúc sang hô luôn. Trông khá là đẹp và nói chung là rất là xinh luôn các bạn ơi. Đã, nói chung là dành cho nữ đó nha. Rồi và cuối cùng đó chính là hình ảnh của tất cả các món đồ và cũng như là nội thất trong hộp thăm chúc phúc sang hô của chúng ta. Gồm là 12 cái vật phẩm nha các bạn ơi. Đấy, đầu tiên sẽ là một cái chiếc cần câu đó các bạn ấy, cần câu sang hô. Và mình thấy là trên cái cần câu thì sẽ có một cái phao. Đấy, mà trên cái phao đó sẽ là một cái viên ngọc trai đó các bạn ơi. Đấy, cái phao là vỏ sò ngọc trai, còn cái thân cần sẽ là cái sang hô đó nha. Rồi tiếp theo đây sẽ là một cái nón sang hô. Rồi tiếp theo là cái đầm mà các bạn ơi. Rồi tiếp theo là cái tóc nè, cái giày nè. Đó, còn lại là các món đồ nội thất liên quan đến cái chủ đề sang hô về biển nha. Wow, vậy chắc chắn là các bạn nữ sẽ rất là thích điều này. Rồi, và cũng đã lâu lắm rồi mình chưa làm cái video clip đó chính là đi qua thăm nhà người lạ đã xem phản ứng và cái kết như các bạn ơi. Thì bữa nay mình sẽ là tiếp tục làm thử đã về thăm nhà từng bạn để xem là phản ứng của mọi người khi thấy mình như thế nào. Bây giờ sẽ là bắt đầu thôi, let's go. Và tôi sẽ là chọn ngẫu nhiên nha các bạn ơi. Đấy, mình sẽ là không có lựa nha.
Đó, nói chung là đi thấy ai là tôi sẽ là vô nhà người đó nha các bạn ơi. Đó, và thấy có một bạn ở đây. Nope. Rồi đang đứng trước nhà này, có lẽ bạn này là mới vừa tại bạn nha các bạn. Đó, và đang bấm điện thoại đó, không biết là coi cái gì ở trong đây mọi người. Rồi, không biết coi cái gì, mình nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa hết rồi các bạn ơi. Nãy vẫn còn đứng coi rồi, định ra vô nhà chơi nhưng mà rốt cuộc là không được các bạn ơi. Đấy, đứng nãy giờ nửa tiếng hồ lâu lắm rồi. Và mình sẽ lựa chọn cái nhà khác nha các bạn. Vậy mình sẽ lựa chọn một căn nhà búp bê ở đây các bạn ơi. Đã, và tên của bạn đó chính là Hello Báo Con. Rồi, để tôi là Báo Con này, rất vui được làm quen. Ok, rồi để xin là vô nè, coi như thế nào đây. À, đây rồi các bạn ơi, có chủ nhà trong nhà rồi, mừng quá. Đó, để vô chào bạn đó nha các bạn ơi. Đấy, chủ nhà đang đứng ngay kia kìa. Và mình sẽ là giả bộ nha các bạn ơi. Đó, tại mình làm cái video đó chính là xem phản ứng của người lạ mà. Đó, để coi là người lạ thấy mình như thế nào nha. Đó, chứ mình không có chào trước nha các bạn. À, tại là mình muốn là xem cái phản ứng khi người ta thấy mình á, nó sẽ bất ngờ hay là như thế nào á. Chứ là mình chào người ta là mình xem phản ứng của người ta rồi các bạn ơi. Rồi, hello. À, đợi lâu quá, thôi tôi chào trước nha các bạn ơi. Hello. Hello. Nani? Nope. Rồi chào từ sáng đến giờ là các bạn ơi, nãy chưa thấy chủ nhà phản hồi lại. Nãy đó có thể là bạn này đã ốp game hay là đi đâu mất tiêu rồi. Oh no. Là trời, nãy mới gặp người đầu tiên mà đã như vậy rồi các bạn ơi, buồn hết sức. Và bây giờ tôi sẽ là chọn một cái khác nha các bạn. Tôi sẽ là chọn những cái bạn mở tiệc ở trên cái trang tiệc nha. Đó, tôi sẽ chọn đại những cái bạn nào mà kiểu giống như là ngẫu nhiên á. Đó, và những cái bạn nào mà ít người vô nha mọi người. Nãy tôi sẽ chọn những cái nhà mà ít khách á. Đó, và đầu tiên chính là bạn Sonada. Rồi ok, nhà 592 sao nè các bạn ơi. Ok rồi. Wow, và nhà này nhà gì đây? Xin 10 sao nhé hả? Ok rồi, chừng nào mà xem phản ứng xong là tôi sẽ thả sao sau nha các bạn. Đó, mình phải chảnh chứ mọi người. Đó, mình đi xem phản ứng người ta là mình phải chảnh lên. Đó, không có chơi sao chút đâu. À đây, chủ nhà đây các bạn. À, trong nhà đang đứng tiếp khách hay gì nè. Ok, wow, để chưa vô thẻ tìm rồi đó nha. Rồi, để xem là phản ứng của bạn đó thấy mình như thế nào nha. Đó, coi là có vui sướng, giận dữ hay là bực tức gì không nha các bạn. Đó, tôi xin vô bộ, tôi đứng tay nha. Hello. Rồi, chào tôi đây, đã vui sướng hay vui mừng gì đây. Đã rồi tôi mới thể sao đó nha. Rồi, tự nhiên đứng này sắc cái cần câu ra. Ủa là trời. À ha, thấy vui sướng vui mừng khi thấy partner đi bạn ơi. Sao bạn không phản ứng gì hết. Hello. Rồi, thấy không phản ứng gì luôn các bạn ơi nè. Rất là vô chi nữa nha. Rồi, không thấy chào gì luôn. Đó, phải vô là chào chào bạn nè. Đó, nhớ thể sao cho mình nè, hay thể tim cho mình gì chứ. U là chờ vô không thấy nói động tĩnh gì luôn các bạn. Rồi, nói chung là để tôi chờ từ từ nha các bạn. Nè, giả bộ một tí xíu đó nha. Đó, giả bộ đi tham quan nha các bạn ơi. Nè, đi xuống như này nè. Thấy khách vô như vậy mà không có thân thiện gì hết. Nè, năm nay là khách mở tiệc, khách vô là phải là thân thiện đồ nè ha. Hỏi thăm rồi, xin chào bạn. Đó, rồi bạn có khỏe không? Bạn nhiêu tuổi? Đó, thì mới mở xe của tiệc có nhiều khách chứ. Đó, giờ vô dưới phòng nằm luôn nha các bạn ơi. Rồi đây xem là chủ nhà có xuống là hỏi thăm hay tìm gì mình hay không nha. À? Rồi, nè, cái chủ nhà các bạn. Đó, chủ nhà xuống coi mình làm gì không ơi. Đấy, tôi có ăn trộm đâu. Đấy, mà xuống coi. Rồi, trời, tưởng xuống hỏi ra xuống cây xong đi luôn. Bỏ tay. Rồi, với bộ ngồi đây thử xem xe nha các bạn ơi. Đấy, mình nói chung là mình ngồi đây hơi lâu rồi đó. À, rồi không thấy chủ nhà tới hỏi gì hết luôn các bạn ơi. Nãy tôi xem muốn xem phản ứng nhưng mà bị ăn một quả bơ. U là trời các bạn ơi. Alo, chủ nhà đâu? Alo. Không thấy chủ nhà luôn các bạn ơi, để khách tới ngồi là bị ăn bơ luôn rồi. Gì mà sao cho sao được đây các bạn ơi, để tôi định thả sao nhưng mà chủ nhà không có tiếp đãi khách gì hết. Rồi, nhưng mà nói chung nói như vậy là mình vẫn thẻ sao cho cái bạn này nha mọi người. Đó, nói chung là để đi tiêu là mình nhớ thẻ sao nha. Ok, nãy nói chung là vui thôi mọi người. Đó, bạn đó không có hỏi gì mình thì cũng không sao hết. Đó, cái gì vậy? Chán quá đi. U là trời, sao chán này. Nãy tôi đã chơi mà tự nhiên chán. Mở tiệc nhà người ta mà ham. À, ý bạn đó mở tiệc nhưng mà ít khách vô á mọi người ơi. Đó, còn người ta mở tiệc là khách đông á. Đó, mình hiểu như vậy nha. Rồi đến tôi là như đó, kiểu như là mở tiệc không ai vô các bạn. Rồi và thêm một miệng cho các bạn nào mà mở tiệc không có ai vô. Đã, và nói chung là ít bạn ít khách đó, thì các bạn nhớ là kết bạn thật là nhiều. Đã, và nói chung là các bạn phải là
mở lòng đó, và cũng như là hiếu khách như các bạn ơi. Và nói chung là các bạn phải là nhiệt tình đó, thì người ta mới vô thể sao nhiều cho mọi người được. Yes. Đó, ok. Và nói chung là các bạn cũng phải là chơi game nhiều đó, nói chung là tương tác nhiều hơn ở mọi nơi đó, thì các bạn sẽ được mọi người yêu mến và thể sao nha. Đó, nói chung là cái này theo kinh nghiệm của mình. Rồi, và tiếp theo mình đã lạc vào nhà của một bạn tên gì đây? Anh dai mê hầu. Ủa trời ơi, có vẻ là bạn này rất là thích ăn hầu nè. Không phải là gớm nha. Rồi, như mọi khi thì mình sẽ là giả vờ im lặng như các bạn ơi. Nãy tôi sẽ là đứng yên đó, để xem là phản ứng của bạn đó như thế nào nha. Chứ mình không có kiểu giống như là mình chào trước nha các bạn ơi. Để giống như kiểu mình bắt chuyện trước được. Đấy là cái mình muốn, đây chính là phản ứng của người ta thôi. Để coi người ta có niềm nữa hay là hay người ta vui vẻ hay là người ta giận dữ nha mọi người. Rồi, thả sao trước nha các bạn ơi. Đó, thả sao trước luôn đó. Coi là cái niềm nữa là vui gì không nha. Later. Hello. Ủa là trời, tôi đứng nãy giờ là không ai chào luôn. Nội không ai là tới tiếp đón luôn các bạn ơi. Rồi không ai thấy vui vẻ hay là buồn bực gì hết. Ủa là trời, cái này có phải là mọi người đang chơi hay không đây? Hay là lo câu cái là không quan tâm đến tôi gì hết được mọi người ơi. Rồi sao mình bị ăn bơ tập 2. Nói chung là mình sẽ là không làm cái video clip này nữa đâu các bạn ơi. Nói chung là quá là buồn luôn. Rồi, và bạn cuối cùng mình sẽ là vào nhà tên là Quốc 1290 này các bạn ơi. Ok. À, chủ nhà rất là giàu có nha các bạn. Ở nhà 700 kim cương luôn. Wow, không phải trang trí đồ đề co rất là nhiều. À, hình như là bạn đó đang tổ chức một cái đám cưới như nè. Đám cưới Quốc và Ia như nè. Nope. À, đám cưới Quốc và La. Ủa trời, tôi tưởng là cái Ia. À, sorry nha. Nói chung là ngôn ngữ dễ bị hiểu lầm lắm. Rồi, đó, và như mọi khi là tôi sẽ là giả vờ nha các bạn ơi. À, giả bộ. Rồi đứng đây đi. Để coi là phản ứng của chủ nhà như thế nào. Và cái kết. Nope. Rồi mình có chơi game đâu bạn ơi. Tôi vô đây tôi xem phản ứng của người lạ mà có chơi game đâu. Ủa là trời. Rồi đã thể sao trước rồi đó. À, nói chung là mình sẽ là mở lòng trước rồi đó các bạn ơi. Để thể sao trước rồi đó. Để chịu chơi như thế còn gì. Rồi đó, cảm ơn. Ok được. Nè, nãy giờ đi thấy nhiều nhà là thấy các bạn này là ok nhất là các bạn ơi. Nãy có phản ứng đàng hoàng nè. À, cảm ơn bài bản nè các bạn. Rồi chèo luôn. À, thả sao thả tim rồi ký luôn nha các bạn ơi. Đó, mình chơi đẹp luôn. À, chơi chọn combo là ha, ký tường tim luôn. Rồi bạn đã kêu ê gì kìa. Oh no. Mình tên Baby mà bạn ơi. Nãy kêu Baby với đừng kêu ê nha. Tôi không phải tên ê. Rồi để dấu hai chấm hỏi nha các bạn ơi. Rồi thì ra là bạn này xin kết bạn. Ok rồi. Và mình không kết bạn nha mọi người. Đó, tại là mình đã full bạn rồi. Bây giờ tôi sẽ là nhắn. Đó, tại là mình không kết bạn nữa. Nhưng mà mình vừa nói xong một câu mình không kết bạn nữa thì mình nhận ngay một cú sốc đầu đời là các bạn ơi. Đó, nói chung là rất là buồn. Đó chính là đã bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà mất tiêu rồi. Đó, chỉ vì là không kết bạn, không đồng ý kết bạn các bạn ơi. Nope. Rồi đấy, nói chung là làm cái series này thì cũng khá là bất ổn và cũng như là rất là buồn các bạn ơi. Đã, tại vì là những cái phản ứng của các bạn này là làm mình khá là đau đớn. Kiểu giống như là mình không được sự quan tâm và cũng như là mọi người đón nhận gì đó các bạn ơi. Nãy nói chung là rất là tổn thương luôn. Oh no. Ok, nhưng mà không sao, đã làm cái chủ đề nội dung này thì phải là chấp nhận đó các bạn ơi. Đã chấp nhận có người ghét, có người thương và cũng như là có những người yêu mến mình. Yes. Rồi, và như vậy là cái video clip của mình đến đây cũng đã kết thúc. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.